Chào các bạn, mình là Thành Công. Tuần vừa rồi mình có làm một cái video mà mình nghĩ rằng là nó khá là gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Có rất là nhiều bình luận đồng tình và cảm ơn cái chia sẻ phân tích của mình đã chỉ ra tại sao vàng không phải là một cái sản phẩm đầu tư hấp dẫn trong năm 2024. Và bên cạnh đó cũng có những cái bình luận công kích cá nhân nói chẳng liên quan đến nội dung cả. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Em càng nói em càng sai. Ôi là oan cò này. Không có tiền thì làm nhạc làm sao. Và những bình luận này thì mình đọc cho nó vui thôi, chứ mình cũng không có để ảnh hưởng cái cuộc sống mình quá nhiều. Và bên cạnh hai loại bình luận này thì cũng có những bình luận chỉ ra là phân tích của mình sai hoặc là chưa được hợp lý, nên đầu tư vào vàng nhẫn, vàng miếng thay vì là vàng SJC như trong video mình nói. Và trong video ngày hôm nay mình muốn trả lời những bình luận đó. Bình luận đầu tiên: video con ra đúng lúc hôm sau vàng tăng 1%. Mình cho rằng đây sẽ là một trong những bình luận mà các bạn sẽ thấy rất là nhiều trong tương lai, thậm chí là có thể là 6 tháng hoặc là 1 năm tiếp theo trong tương lai. Và dĩ nhiên cái bình luận này là hoàn toàn hợp lý, bởi vì tiêu đề của video trong lúc mình đăng cái video này đó chính là tại sao bạn không nên đầu tư vàng vào năm 2024. Rõ ràng đây là một cái mệnh đề khá là khẳng định từ mình và mình cho rằng là hơi ngông cuồng. Tuy nhiên mình cũng muốn chỉ ra rằng là nội dung những cái dữ liệu của cái video mình làm nó là đến ngày 2 tháng 2, trong khi đó video của mình đăng ngày 29 tháng 2, như vậy là cách đâu đó khoảng 27 ngày, và giá vàng lúc bán ra vào ngày 2 tháng 2 là 78.700.000. Trong khi đó cái giá vàng lúc mình quay video ngày hôm nay, ok, hôm nay mình quay video là ngày 3 tháng 3. Nếu các bạn coi video ngày trong tương lai thì các bạn sẽ biết mình 3 tháng 3 là giá vàng hiện tại đang là 81 triệu, coi như là tăng 2.92% so với cái giá vàng lúc mình làm video. Tuy nhiên mình cũng muốn chỉ ra rằng đây là giá vàng SJC được bán ra bên ngoài thị trường, chứ không phải là cái giá vàng mà họ sẽ mua lại. Cụ thể, cái giá vàng mà họ mua lại vào ngày 2 tháng 2 đó chính là 76.400.000. Như vậy, cái chênh lệch giữa giá mua và giá bán ở ngày 2 tháng 2 là 2.3 triệu. Điều này có nghĩa rằng là nếu mà bạn mua vàng vào buổi sáng và bạn bán vào buổi chiều là bạn đã lỗ 2.3 triệu. Vào ngày hôm nay, ngày 3 tháng 3 lúc mình đăng qua cái video Q&A này thì giá vàng mua vào nó chỉ có 78.600.000 mà thôi. Như vậy, nếu mà bạn nào mua vàng vào ngày 2 tháng 2, 78.700.000, và sau một tháng trời tăng gần 3%, các bạn bán ra, người ta mua lại của bạn chỉ có 78.600.000 mà thôi, bạn vẫn lỗ 100.000. Và những thông tin này mình hoàn toàn dựa trên dữ liệu thực tế mình nói lại các bạn mà thôi. Trên mà các bạn thấy đó chính là cái giá vàng SJC, giá mua và giá bán từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến thời điểm hiện tại. Các bạn có thấy chính là mình có rất là nhiều thông tin ở đây. Và đây chính là cái biểu đồ chênh lệch giữa giá mua và giá bán của vàng SJC từ năm 2012 đến thời điểm hiện tại. Và các bạn có thể thấy rằng có những giai đoạn giá vàng chênh lệch giữa mua và bán nó lên đến gần 4 triệu đồng. Và dữ liệu trong video này thì mình vẫn sử dụng là ngày 2 tháng 2 năm 2024 cho nó giống video cũ. Thì bạn thấy rằng đó chính là chênh lệch giữa giá mua và giá bán nó đang ở đâu đó khoảng tầm 2.5 triệu. Và trung bình giá của 100 ngày trở lại đây nó chênh lệch đâu đó khoảng 1.3 triệu. Và mình cũng có một cái biểu đồ cho bạn thấy rằng chênh lệch giữa giá mua và giá bán của vàng và cái trung bình giá 100 ngày gần nhất của nó, thì bạn thấy rằng đó chính là trung bình 100 ngày thì chênh lệch đâu đó khoảng 1.3 triệu, mà hiện tại là đâu đó khoảng gần 2 triệu. Như vậy là các bạn đang mua ở giá rất là đắt, mặc dù là giá vàng đã tăng hơn 3%. Vậy nên cái việc giá vàng tăng 1% sau khi mình làm video thì mình cũng không có quan tâm cho lắm, tại vì khả năng cao bạn bán ra bây giờ nó vẫn lỗ. Và lý do lỗ đây không phải là do vàng giảm giá, mà chỉ đơn giản là đến từ sự chênh lệch giá giữa giá mua và giá bán mà thôi. Có rất nhiều bạn chỉ ra rằng đó chính là cái sự chênh lệch đó là nó đến từ vàng SJC, chứ còn vàng nhẫn thì nó không có chênh lệch so với vàng thế giới nhiều. Hoặc là các bạn chỉ ra rằng đó chính là có thể mua vàng nữ trang 24K, ví dụ như là nhẫn trơn, không tính tiền công làm trang sức hoặc đầu tư, nó cũng là 4 số 9 thôi, chênh lệch với thế giới chỉ có 2-3 triệu. Thì với những cái bình luận mà các bạn chỉ ra đó chính là đầu tư vào vàng nhẫn hay là vàng miếng, lý do tại sao mình không phân tích những cái loại vàng này là bởi vì nó không có dữ liệu trên mạng. Thực ra là vẫn có, nhưng mà mình phải lên một cái trang web và mình phải search từng ngày, từng ngày, từng ngày, từng ngày trong vòng 12 năm trở lại đây của cái ngày đó để mà nhập từng cái giá trị vào, và mình không có thời gian làm cho nhiều vàng, vàng nhẫn, vàng miếng. Và thậm chí là mình lên một cái website vàng và ở đây nó có hơn 68 mặt vàng khác nhau. Mình cũng chẳng biết sự khác nhau là gì. Mình thật luôn là mình nhìn vô danh sách này mình cũng chẳng biết sự khác nhau là gì. Nhìn vào danh sách này là mình cũng đã thấy đó chính là nếu mà bạn mua vàng ở SJC Nha Trang, bạn mang ra Đà Nẵng bán, bạn sẽ có giá khác. Bạn mang cũng là vàng SJC, bạn mang ra Huế thì nó cũng có giá khác.
Cho nên thật sự là mình không có đề cập, mình sẽ không có nói đến những cái việc đầu tư ở vàng khác. Lý do đơn giản đó chính là mình không có dữ liệu để mà chứng minh những điều mình nói. Tuy nhiên, nếu mà bạn nào chăm chỉ, bạn nào có thể giúp mình như là lấy dữ liệu từ những cái website này về vàng nhẫn, vàng miếng, vàng trơn, mình hoàn toàn vui vẻ chấp nhận, sẽ phân tích, tìm hiểu xem là vàng nhẫn và vàng miếng có đáng đầu tư hay không, hay là nó cũng đắt giống như là vàng SJC và không nên đầu tư vào. Bạn Linh Nguyễn FL1TH cho rằng phỏng vấn toàn bọn trẻ trâu tính coi video nhưng thôi. Và bạn Lất Phân phỏng vấn những đứa miệng còn hơi sữa cời cợt thì đã đủ trải nghiệm đâu. Thì ở đầu phần video mình đã nói rằng đây là phỏng vấn các bạn Gen Z. Đây là những bạn mà sinh từ năm 1999 trở đi, và đó là thực tế. Và thậm chí ở phần đầu video mình cũng đã chỉ ra rằng đây là một cái chủ đề mà các anh chị 30-40 tuổi sẽ biết rõ hơn các bạn trẻ. Và... nhưng trước hết chúng ta hãy xem thử xem là Gen Z nghĩ như thế nào về đầu tư vàng nào. Đây là một chủ đề mình nghĩ rằng là những anh chị, những cô bác ở độ tuổi 40-50 sẽ hiểu rõ hơn. Hai bạn mà bình luận cái câu này thì cũng chắc là phải lớn rồi mới gọi tụi mình là trẻ ranh. Cho nên Gen Z nghĩ như thế nào về đầu tư vàng nào? Bạn Quỳnh RN5NF này bình luận nhìn vô là biết đặt cao giả rồi, nhưng mà mình sẽ trả lời bởi vì nó khá là công kích cá nhân. Dành những bạn nào xem hết video và rút ra được những bài học, những cái giá trị riêng từ những cái phân tích, từ những cái dữ liệu, từ những cái số liệu mà mình cung cấp, và kêu mình là đừng có quan tâm đến những bình luận như này, thì mình cũng nói rằng cho các bạn thấy đây là chính là những cái bình luận mà mình đặt hàng ngày, bởi vì mình không có bỏ bất kỳ cái bình luận nào cả. Tuy nhiên bình luận nào mà nó bố láo quá thì mình cũng block. Ok, thằng này chỉ biết bề nổi, mày biết tại sao vàng ở xứ Việt Nam giá cao hơn vàng thế giới không? Mình nghĩ rằng là video 16 phút mình đã nói về vấn đề này rồi. Video sai bét càng nói càng sai. Thì rõ ràng nếu mà bạn nào có thể chỉ ra điểm mình sai hoặc là chỗ nào mình chưa đúng, chưa hợp lý thì mình cực kỳ tiếp nhận mà thôi. Mình sẽ trân trọng những cái bình luận đó hơn là như bình luận kêu là video sai. Còn sai chỗ nào thì ông tự xem video đi ông biết. Run con vớ vẩn. User QI1WD5IS1O. Ít nhất là run con vớ vẩn này làm video và dám công khai tên thật của nó trên mạng xã hội còn hơn là một người lớn không biết là bao nhiêu tuổi nhưng mà bình luận chỉ trích công kích trên mạng xã hội. Bạn nên bổ sung kiến thức trước khi làm video nhé. Một ounce vàng là bằng 0.333 lượng vàng. Đây là một bình luận khá lập lý, bởi vì trong cái video lúc mà mình nói về dữ liệu vàng thì năm 2012, lúc mà mình nói sai 2022 nữa cơ. Năm 2012 thì mình có đề cập là giá ounce vàng chứ không có phải là cây vàng. Và trong video mình không có chia sẻ dữ liệu phân tích, cho nên là các bạn có thể là sẽ không biết được là mình sử dụng con số nào. Tuy nhiên dành cho bạn nào mà xem cái câu hỏi này và cũng thắc mắc tương tự thì những cái dữ liệu trong cái video đó mình đều đã chuyển sang là cây vàng rồi. Không những thế, mình cũng đã tính luôn cái mức tỷ giá ở từng ngày đó, cho nên là cái chênh lệch giá giữa vàng Việt Nam và vàng thế giới đó chính là triệu đồng trên mỗi cây vàng. Tuy nhiên mình cũng xin cảm ơn cái bình luận này là bởi vì bạn cũng đã chỉ ra rằng là trong tương lai mình khi mình nói về các dữ liệu thì mình cũng nên nói ra sâu một tí xíu về cái dữ liệu mình sử dụng để cho các bạn đỡ hiểu nhầm. Một số bình luận nói rằng là tôi thích mua vàng bởi vì tôi thích vàng, còn lợi hay nhiều thì không quan tâm lắm. Hoặc là cảm ơn bài phân tích này vì mua vàng là ít nhưng tài sản nằm trong tay mình thì không có cần phải lo nghĩ gì. Mình nghĩ rằng đây là những cái lý do hoàn toàn hợp lý, đúng không nào? Mình đang chỉ đến những cái người mà mua vàng bởi vì họ muốn làm giàu, người ta đang muốn đầu cơ vàng, mua vàng để mà ăn chênh lệch giá. Mình đang cho rằng là hiện tại ở cái giá Việt Nam chênh lệch giá nó cao như vậy, mua vàng để mà ăn chênh lệch giá hoặc là đầu cơ vàng nó không có phải là một cái lựa chọn sáng suốt nhất trong năm 2024. Tuy nhiên nếu mà vàng là một cái loại tài sản bạn đầu tư vào, bạn muốn đầu tư bởi vì những cái tính chất của nó, cái tính chất đẹp, hào nhoáng của nó, bạn mua, bạn không quan tâm, bạn mua bởi vì bạn muốn để của cải cho con cháu, thì mình hoàn toàn ủng hộ điều này. Mình cho rằng đó chính là cái quyền tự do của mỗi người. Mình cũng biết rằng đó chính là trong video có thể là mình đã hơi diễn tả một cách ngông cuồng, khiến cho nhiều bạn cho rằng là mình khẳng định là không nên mua vàng. Cái này thật sự là mình cố ý làm như vậy là để dịch tiết một tí xíu thì video mới nhiều người view, video mới nhiều người coi, và dẫn đến đó chính là các bạn bình luận như vậy. Tuy nhiên nếu bạn coi hết cái video đó thì mình cũng đã chỉ ra là tại sao bạn không nên mua vàng, đúng không nào? Thì nếu bạn mua vàng bởi vì có những cái lý do cụ thể đó chính là như trên thì mình hoàn toàn ủng hộ. Miễn sao các bạn biết lý do tại sao các bạn mua vàng là được, tại sao vàng lại tăng, vàng lại giảm là được. Chứ mình không có bắt các bạn phải đầu tư cổ phiếu.
thay vì là đầu tư vào vàng. Tiền của các bạn là có phải của mình đâu. Mình hy vọng video này đã cho các bạn nhiều thông tin hơn về cái video mình làm tại sao bạn không nên mua vàng năm 2024. Và các bạn cũng hiểu được rằng đó chính là những cái dữ liệu này, những cái kết luận này mình đều dựa trên dữ liệu thực tế mà thôi. Mình hoàn toàn không có chém gió hay là vẽ dữ liệu gì cả. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng một giây giúp nó thúc like của video này, bởi vì mình cho rằng bên ngoài kia vẫn có rất là nhiều người hiểu sai về giá vàng, và thậm chí rằng là người ta vẫn có cái suy nghĩ là mua vàng là sẽ lúc nào cũng giàu. Và mình chỉ đơn giản chính là mình chỉ ra là cái hiện tượng ở Việt Nam nó như thế nào và tại sao các bạn cần phải cẩn trọng trước khi đầu tư vào tài sản này. Video tuần này đến đây là hết rồi. Bye bye các bạn.